Đây lại có khách đến chơi các bạn. Giờ đi ra. Bơi thuyền không? Giáo sư à? Bơi thuyền không? Ơi. Có bơi thuyền không? Đây kia bơi thuyền đấy. Mẹ. Trên này gặm cái gì chưa? À, gặm một đống sưng gà, vãi cả đài. Giờ bây giờ nào có bạn ấy thích thích câu không? Thích câu hay làm gì? Câu làm gì? Câu gì? Hả? Tí về giờ. Về sửa cái máy, cái vòi nước vỡ, cái vòi dạo này tắc quá. Tắc à? Để ăn thua thì tắc. Mẹ căng nhở ơi ạ. Tôi đuổi vợ tôi được 5 ngày rồi. Cái gì 5 ngày? Nó đang đi học. Phải đuổi nó về quá chứ. Bây giờ không lo. Thế vào ống nước. À, thế là chất đấy, đảm đảm đang đấy. Đuổi lâu rồi. Ôi, bọn này, bọn lên thiên này nó phải cho nó đi sớm này rồi mình nữa. Ôi, mấy khi được oai đâu em. Thỉnh thoảng mới được nổi chứ. Ôi, xòa. Đuổi được hơn 4 ngày rồi, hôm Tết Thanh Minh. Mày quá, nhà bà ngoại cái này, này là mới mua đấy à Toàn? Cái này mới mua à? Nó mua lâu rồi, thằng này đầu tư cái này khoảng 3 năm rồi. Cái này mà triệu mới đấy à? Ừ, triệu 3, triệu 7, triệu 8 đấy à? Để ship cho cả, mày thỉnh thoảng mày lúc này nghịch. Ngồi chém gió. Nhưng mà... Gì? Ờ, đây đang nghiên cứu này. Cái kia nó cứ rung rung. Cái này nghịch phết. Nó cũng rung rung mà nó lựa theo kiểu kiểu quý vị. Đây là trường chủ Vân Lan 2000m Thọ Nội. Dạ em thì hứa một điều mà em chả thích có người mấy nào cả. Nếu mà ai mua em bán nẹ hết cả người. Cần quay gì đâu. Em thì thiếu ngoài chứ tiền. Ông dồn dồn tới bán mấy cái lô đi dồn sẽ sức khỏe nó cũng giờ nó đi lại nó kém rồi khiếp. Kém quá thật. Kém thật. Thoại gì mặt về cái bàn nó mãi cả này. Đây là mưa cả mặt. Ô sư tay trái của mình là cái gì nói vừa phải mẹ đùa mình đây là Lan mà Thái Lan à Tuấn chủ trang Thái Lan nó chết mẹ rồi giờ ai dám đi đâu không đi à cấm đi không vẫn tức là mấy em nào nó cũng chờ về đâu ông vượt biên gì về đến nào được không về được chứ biên với cả gì cũng căng mấy đứa nó vẫn đang ở Patanam khóc ở bên đấy đang bị nhiều lắm anh ạ à. Nhau chủ yếu là mua điểm là nhiều nhỉ để lấy chồng bên đấy toàn toàn mua điểm mà. Có khoảng 3 đứa lấy chồng bên đấy là và mấy đứa là đây gọi là dòng gì tâm bảo sạch thì kiểu như là hàng kiểu vô vướng cuối cùng là bảo rơi để cố đi mẹ cố đéo biết sao về được cái lý do lúc đi Việt Nam mình cấm mẹ biên rồi để cho về nữa thì ảng ảng núi lầu mà lại ở toàn khu Patanam mà ôi xả Patanam thì nó quá đông người chụp bài quay nhục còn chết báo cáo vợ báo cáo với vợ thằng Tiệp. Mẹ. Máy của ông quầy hơi đẹp lắm Tiệp. Ôi. Này. Đi vẽ cam tôi từ hôm vợ tôi nó lên trên nhà vợ phát. Tôi rút con mẹ mày cam luôn cho đỡ phải theo dõi. Ông ạ. Rút mẹ cam.
này đỡ mày theo dõi này. Mỗi lần đi chúng nó cứ bị theo dõi à? Nó soi, dạ. Không phải cắt, không phải rời.